các bạn, thì cái anh kia anh từ Trà Vinh anh lên mua chiếc Rider các bạn. Giờ thay nhớt chi anh chạy test rồi riêng đó thì ok, thì có lý là mình sẽ cập nhật cái lô xe mà Exciter cũng như là Winner mới về các bạn đó. Winner đó, các bạn nhìn đây trước mặt các bạn, đó là S150 rất là nhiều luôn, rồi cũng như là S135 nữa. Đây là S135. Thì và ngoài ra ngoài S135 thì cũng có Moto Mini này, rồi có Vespa này, rồi cũng có Winner này. Thì quý chị và các bạn nào á cũng mua cái loại nào á thì cứ liên hệ mà mua. Cái địa chỉ là 377 Nguyễn An Ninh, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0922 266661 nha các bạn. Cho mượn cái bảng đi để giới thiệu cho cụ thể cho quý anh chị và các bạn. Và ở đây cũng có cái dịch vụ trả góp á, thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ và các bạn mua. Trả góp thì đối với các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai thì các bạn chỉ cần chuẩn bị là hộ khẩu, chứng minh nhân dân gốc cộng với phiếu điện hoặc phiếu nước thì mình có thể vay rồi. Còn nếu mà để lãi suất thấp hơn á, thì các bạn chuẩn bị thêm là hợp đồng lao động này, phiếu lương này, rồi thi bảo hiểm này. Và những cái bạn ở tỉnh xa thì các bạn lại chuẩn bị như này á, là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu gốc cộng với hợp đồng lao động cộng với phiếu bản lương mà sau y 3 tháng á, có công chứng nha các bạn. Và thì bảo hiểm thì mức lãi suất của mình sẽ hưởng là tầm 1.9 tới 2.1 các bạn. Rồi mình vừa thông báo cái dịch vụ trả góp. Ngoài ra thì ở cái khi mà mình vay trả góp đó thì người ta sẽ không có giữ cái cặp vẹt gốc của các bạn, nên người ta làm hồ sơ rất là kỹ. Ok, thì mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị và các bạn chi tiết giá của từng con cũng như là ô đô, đời xe, biển số ở đâu á. Rồi các bạn muốn mua thì các bạn tới cái địa chỉ nào và số điện thoại này á. Ok, thì có lý là chắc mình giới thiệu cái con ẹt đầu tiên á. Đó là một cái con ẹt mà mẫu mới cuối 2018 nha các bạn. Con này là đi 13.000. Đó, màu CGB các bạn đi. Mẫu mới là nó có cái màu xanh như thế này á. Con này chẳng khác gì một chiếc xe mới nha các bạn. Đó. Con này thì biển số đâu anh? Số 36. Đó, con này biển số 36 nha các bạn. Rất là chắc luôn. Thì giá con này nhiêu anh? 37.500 à? 37.500 nha các bạn. Đó, các bạn cứ đừng nghĩ là xe cũ là nói. Nếu mà con xe mới mà màu như thế này á, 40 mấy triệu chưa các bạn chưa có thể mua được đâu, 45 triệu còn các bạn chưa mua được đâu. Đó là mình nói đây các bạn, nhiều bạn cứ so sánh là xe cũ nó phải rẻ một mức, ở một mức độ cho phép nào đó thôi nha. Nếu mà các bạn cứ nói bốn cọc, các bạn cầm 40 mấy triệu ra các bạn mua xe mới mà nó lăn bánh được á, lăn bánh được hồ sơ đầy đủ á. Đó, rẻ hơn chục triệu là được rồi, chứ không có cái chuyện mà nó rẻ mà rẻ tới mức đáng ngờm. Nếu mà rẻ quá thì các bạn lại nói là mấy hết zin. Đó, không biết làm sao cho vừa lòng các bạn á. Ok, thì tiếp theo đây là một cái con MS King á các bạn. Đó. Còn đúng một chiếc duy nhất nha các bạn. 36.500. 36.500, con này cũng đời à. 2018 anh. Đi bao nhiêu ngàn anh? Thì 20.000. Đó, MS King á. Đó, quý anh chị và các bạn nào muốn mua con MS King này thì liên hệ mà mua. Rồi, tiếp theo là một cái con ẹt mà đời 26 anh. 27. Nhìn nó xe gọi là xe ken, xe lướt á. Xe lướt, các bạn nhìn đi. Đây cho các bạn 29 triệu. 29 triệu, mới cứng luôn nha các bạn. Xe nhìn rất là cứng luôn. Đẹp. Con này nãy anh nói là 29 triệu. Đó, 29 triệu thì mình trả trước là mình trả 4 triệu nha các bạn. Nếu con này các bạn mua thì trả trước 4 triệu.
Rồi, tiếp theo là cái con màu trắng hơi vàng tí nha. Này tem, tem hay là tem sơn, còn màu riêng của nó là màu gì anh? Nó có màu này trắng. À, cũng màu trắng vàng luôn. Thì con này lên được bộ mâm đôi các bạn. Đó, mâm đôi. Đi bao nhiêu ngàn anh? Hai mấy rồi? 3 ngàn. Đó. Biển số đâu anh? Biển số 71 nha các bạn. Đây các bạn biết che nha. Đó. Rồi mình sẽ chuyển qua một con ẹt trắng đỏ 2016. Để đẹp trung minh. Hai mươi tám triệu. Biển số đâu anh? Biển số 48. Biển số 48 Đắk Nông nha các bạn. Còn con này là cũng là trắng đỏ mà tem 3D. Trắng đỏ lên tem 3D nha các bạn. Giá là 26 triệu 900. 26 triệu 900. Đi bao nhiêu ngàn anh? 30 ngàn. Có cái bô rất là lực. Và con này giá nhiêu? 26 triệu 900 nha các bạn. Đó. Con này nếu mà các bạn vay 25 triệu, các bạn chỉ cần trả 1 triệu 900 2 triệu à, là các bạn có xe ẹt rồi. Rồi tiếp theo là cái con ẹt 150 của màu trắng đỏ luôn. Bao nhiêu anh? 26 em. 26. Hai mươi bảy triệu năm trăm. Rồi. Có lý là mình vừa giới thiệu qua cái lô mà ẹt 150. Thì đợt này nói chung với các bạn là xe bán đi rất là nhiều, và về thì nói chung là rất là hạn chế luôn, nên cái số lượng cũng không nhiều lắm. Nên quý chị và các bạn nào mà muốn mua ẹt 150 á, thì các bạn nên tranh thủ ghé qua cái địa chỉ này. Tại vì nếu mà các bạn tới trễ thì nó sẽ không còn nha các bạn. Đúng rồi, Tết nắc đến nơi muốn mua xe đi thì các bạn gom lúa các bạn tấu các bạn mua. Còn xe thì về liên tục, trong về lai rai bán cũng thường xuyên. Rồi có lý là nếu mà ngoài cái ẹt 150 á, nếu mà anh em chuộng cái ẹt nhỏ thì có dòng ẹt 135. Thì 135 thì mới hôm nay bán cũng rất là nhiều. Còn đây là hôm cũng mới về trong hôm nay thì chỉ có 4 con thôi. Thì có lý là mình sẽ giới thiệu cái con màu đen à. Đen xám. Đen xám. 22 triệu. 22 triệu anh. 24 22 triệu. Máy xin êm. Đó, máy xin êm nha các bạn. Con này biển số đâu anh? Số 59. 59 thành phố nha các bạn. Đó, giá 22 triệu. Rồi, tiếp theo là mình sẽ chuyển qua cái con mà hẹt cũng đời 24 anh. 23. 23. Đó. Con này 21 triệu 500. Màu CGB. 21 triệu 500. Đó, các bạn nghe đi, nó nổ cái bồ rất là lực luôn nha. Rồi, tiếp theo là một cái con nữa nè. Con này giá 23. 23. Với 23, 24 là giá là 20 triệu 500. 20 triệu 500. Đó. Điều số 38. Điều số 38 các bạn. Ai cũng biết một quên là chiếc nhanh rồi. Nổ rất là giòn các bạn, nghe bồ nổ giòn. Đó thì rồi con ẹt 135 cuối cùng các bạn, đó là cái con 19 triệu anh. Con này 19 triệu 500. 19 triệu 500. Đó, xe không nổ quẹ. Đó thì mình vừa lướt cho quý chị và các bạn á, đồ xì rất là nhiều luôn.
Thì cái tiếp theo mình sẽ quay thêm cái dòng Vinner các bạn, đó Vinner ở trong kia. Rồi quý anh chị và các bạn nào xem thì tham khảo mua, và cũng mô tô rồi AB rồi. Thì có gì mình sẽ quay tiếp theo. Thì anh chị đừng có rời clip ha. Anh chị mà đang xem thì vui lòng bấm nút chia sẻ để ủng hộ mình. Và ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, tại vì mình luôn cập nhật những cái lô xe mới về cập nhật ở tiệm của mình. Thông thường mình giới thiệu đó là những cái tiệm rất là uy tín luôn. Trên kênh của mình trong một cái chuỗi đó là chuỗi Phương Nam Mô Tô thì chỉ có mấy cửa hàng thôi. Ok, thì mình sẽ giới thiệu tiếp theo, mời các bạn xem tiếp.